Đây là quốc lộ 38 đoạn đi qua huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Gạch tập kết của những công trình xây dựng là nhà dân tràn xuống lòng đường, tràn ra cả làn dành cho xe máy và xe đạp, khiến những phương tiện này phải lấn sang cả làn của ô tô, vô cùng nguy hiểm. Không chỉ một mà nhiều, thậm chí hàng trăm nhà vi phạm như thế này. Theo quan sát của chúng tôi, những vi phạm này kéo dài cả chục cây số. Cứ vài chục mét hoặc 100 mét lại một công trình lợi dụng mặt đường để tập kết vật liệu, thậm chí ngồi xuống cả lòng đường để thi công như thế này. Tuy nhiên, không hiểu sao những vi phạm này cứ kéo dài cho đến khi người dân xây dựng xong công trình mà vẫn không thấy lực lượng nào kiểm tra xử lý, khiến cả trục đường luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.